Dạ vâng, em Shop Hải đang lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong mật. Thì nội dung của video ngày hôm nay em lại xin giới thiệu tới các bác về những cái vật tư trong nghề nuôi ong mà cơ sở bên em đang kinh doanh. Thì đi chi tiết về những cái vật tư để cho các bác cùng tham khảo này. Thì như các bác cũng biết đấy, chuẩn bị vào đến cái mùa khai thác mật hè rồi. Ở những cái vòng quay đầu tiên thì các bác có thể là tham khảo về cái chổi quét ong. Thì cái tác dụng của cái chổi quét ong này là khi các bác rũ cái cầu ong ấy, đối với con ong ngoại là chính nhé. Khi các bác rũ thì con ong ngoại nó rất là rít khó ra ấy, thì các bác có thể là dùng chổi các bác quét cái những cái con ong để nó rơi xuống những cái thành thùng để tránh cái tình trạng khi các bác khai thác mật mà rũ cái ong không hết ấy. Đấy, khi khai thác mật thì con ong nó sẽ bị rơi xuống cái thùng quay mật và nó chết ở đấy, rất là phí khi đàn ong đang ở trong cái thời điểm khai thác mật. Còn về cái chổi này thì giá cả của nó rất là rẻ thôi, nó chỉ có vài chục nghìn đồng là các bác sử dụng được một cái chổi như thế này. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái mũ bảo hộ. Thì cái mũ này thì chuyên dụng dùng trong mùa hè rồi, cái mũ này rất là thoáng và mát các bác nhé. Đấy, khi các bác sử dụng cái mẫu mũ này ấy, thì nó có những cái lỗ tản nhiệt ở bên trên rất là nhiều này, gọi cái mẫu mũ này là cái mẫu mũ cao bồi này. Còn về cái lưới nhìn ra bên ngoài đây thì được làm bằng lưới mặt đen này. Đấy, lưới mặt đen và có khung chống co như thế này. Còn ở bên dưới đây thì là có những cái lớp lưới lỗ to như thế này để khi các bác sử dụng mồ hôi nó sẽ tản nhiệt ra. Đấy, rất là mát khi các bác sử dụng cái mẫu mũ cao bồi này về mùa hè các bác nhé. Đấy, giá cả của nó thì vừa phải thôi, nó chỉ hơn 100.000 đồng là các bác sử dụng được một cái mũ cao bồi như thế này. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về dao cắt sáp này. Cái dao cắt sáp này các bác có thể thấy là con dao này là dao hai lưỡi này. Đấy, thì khi các bác thuận tay trái hoặc là tay phải thì các bác đều có thể sử dụng được. Lưỡi dao khá là to để các bác sử dụng nhiều lần. Đối với các bác khai thác mật thì cắt vài vòng thì nó cùn đi thì các bác lại mài để tiếp tục mài. Đấy, một con dao này các bác bỏ 100.000 đồng ra các bác mua thì các bác sử dụng được rất là lâu. Ở chuôi dao thì được làm bằng gỗ xoan này. Gỗ này thì đảm bảo là không bị mốc cũng như là rất là nhẹ khi các bác cầm ở trên tay. Đấy, mũi dao thì là được làm bằng mũi dao tròn để các bác cắt vào những khoanh chân cầu ấy. Để góc vuông ở cầu thì nó cắt hết để khai thác triệt để các bác nhé. Đấy, nếu mà mũi dao vuông thì các bác cắt vào cái phần góc cầu thì kiểu gì nó cũng thừa ra mất mấy phần mật ấy. Đấy, thì bên cơ sở sẽ làm cái mũi dao tròn cho các bác để các bác khai thác mật triệt để. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái bình xịt khói. Về bình xịt khói này thì cơ bản của nó thì nó được làm bằng inox 304, đấy, không hút nam châm. Đối với inox này, tính năng của nó thì cái tính năng chịu nhiệt cũng như là cái độ bền nó rất là cao. Đấy, khi các bác sử dụng thì cái tuổi thọ của nó lên được rất là nhiều năm. Ví dụ như cái thùng, cái bình xịt khói của nhà em đang sử dụng ấy, ví dụ 4 mùa rồi, 4 mùa khai thác mật rồi mà nó vẫn bình thường. Đấy, các bác bỏ chi phí rất thấp ra mà sử dụng với cái thời gian nó rất là dài. Bình này thì nó sẽ chia ra làm hai loại. Đấy. Hai loại, một loại là thân bình và thân bình nhiên liệu và một loại là thân bình tạo khí. Thì về cái bình tạo khí này thì các bác muốn sử dụng được thì các bác phải bỏ cái này ra. Các bác bóp thì nó sẽ tạo ra một cái luồng khói đột ngột để làm giảm sự hung hãn của đàn ong khi các bác khai thác mật cũng như các bác thăm nuôi ong. Còn về cái nguyên liệu để tạo ra khói thì nó cũng bình thường. Đấy, các bác có thể là dựa vào những cái vật dụng xung quanh, ví dụ như là rơm này, chấu này, lá cây cỏ khô hoặc là bìa cắt tông. Đấy, thường thường thì sử dụng một bìa cắt tông rất là sạch các bác nhé. Đấy, các bác nên tham khảo về cái bìa cắt tông. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về những cái giọ nhốt chúa đây. Giọ nhốt chúa thì bên cơ sở là gồm 3 loại chính. Một là loại nhựa này, nhựa tròn. Đây là gọi là nhựa tròn. Đấy, tất cả những cái giọ nhốt chúa này thì đều có quy để các bác treo lên cái thước ở các bác để ở cầu ấy. Đấy, còn là cách thức sử dụng thì đây nó sẽ có hai cái đầu cơ bản để các bác mở ra như thế này và các bác bỏ ong chúa vào bên trong, các bác đậy vào. Đấy, giọ nhốt chúa này rất là tốt khi các bác sử dụng là các bác làm chúa mới cũng như là các bác sử dụng để các bác làm chúa dự phòng. Còn về đây là cái giọ chúa hình chữ nhật này. Đấy, giọ chúa nhựa hình chữ nhật. Cái này thì sử dụng nó cũng rất là dễ. Đấy, các bác tuột lên như thế này và các bác đậy lại như thế này rất là kín này. Những cái lỗ này thì con ong thợ nó vẫn bón cho con ong chúa ăn ở bên trong được nhé. Và đây là cái dây treo này. Ngoài ra thì bên cơ sở em là có bán cái giọ nhốt chúa thép ấy. Lọ chúa nó lò xo ấy. Cái hàng đấy là hàng cơ bản, là cái hàng tự tay làm ra. Đấy, giá nó chỉ vài nghìn đồng thôi, rất là rẻ. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái máng ăn này. Đấy, máng ăn. Hiện tại thì nó chỉ có cái máng như thế này thôi. Cái máng này giá cả của nó rẻ mà cách thức cho ăn thì cũng rất là dễ. Đấy, các bác, cái máng này nó rơi vào tầm khoảng 1 lít này. Đấy, các bác sử dụng trực tiếp cho ong ăn vào cái máng này. Vào mùa này rồi thì cũng rất là nhiều nơi để đuối nguồn thì các bác phải cho ong ăn si rô đường. Đấy, thì các bác lên tham khảo về cái mẫu máng ăn nhé. Đấy, còn tiếp theo thì xin giới thiệu tới các bác là về cái gói vitamin cho ong ăn. Đấy, cái gói này là cái gói tổng hợp. Đấy, tổng hợp dành cho ong.
Đấy thì về cái thức ăn dành cho ong này thì về cách thức sử dụng của nó thì rất là đơn giản. Khi các bác sử dụng thì các bác hòa trực tiếp vào siro đường các bác cho ăn nhé. Về cái hướng dẫn sử dụng này, trộn đều 500g cói này vào 15 đến 20 kg bột đậu lành này và lượng phấn hoa thích hợp để các bác trộn vào. Nếu các bác có mật thì các bác trộn thêm mật vào thì kích thích con ong nó ăn sẽ tốt hơn. Về cái gói này thì về cách sử dụng thì nó ghi hết ở đây rồi. Đấy, về cái cách sử dụng thì công dụng của nó là hỗ trợ và cân bằng hệ tiêu hóa này, kéo dài thời gian đẻ của ong chúa. Các bác dùng cái gói này về mùa hè rất là tốt này. Đấy, tăng cường sức đề kháng cho ong thợ này, tăng tuổi thọ cho ong thợ để chống rụng ong non. Đấy, cái này thì sử dụng nó tổng hợp luôn các bác nhé. Trên một gói như thế này nó chỉ có hơn 100.000 đồng là các bác sử dụng được. Một video thì xin giới thiệu tới các bác là về những cái vật tư trong nghề nuôi ong. Các bác nào có nhu cầu về những cái vật tư nào thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.